Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tiệm đồ cổ Á Xá của tác giả Huyền Sắc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Tiệm đồ cổ Á Xá quyển 1 Huyền Sắc Chương 19 Ô Bạch Xà 1 Xin chào, đồ truyền phát nhanh À? Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa có quy luật. Bác sĩ mở cửa, thuần thục cầm lấy túi, ký tên sau đó đóng cửa lại là một thứ có lớp bọc thật dài, thật hẹp. Bác sĩ nhớ hình như gần đây mình không mua hàng online, còn đang nghi hoặc thì phát hiện trên lớp bọc có ghi địa chỉ quê nhà. Bác sĩ nhớ dị út mấy hôm trước bị điện giật, nói là cho mình một biêu kiện là di vật của ông nội, lúc dọn phòng mới nhớ. Bác sĩ gấp gáp mở bao bì, hiện ra là một chiếc ô cũ bằng giấy dầu. Chiếc ô bằng giấy dầu này thoạt nhìn rất cổ, lớp dầu màu vàng trên mặt ô đều đã biến thành màu đen, giống như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan, còn tản ra một mùi nấm mốc khó chịu. Khung ô không biết làm bằng chất liệu gỗ gì, trắng noãn như ngọc, cùng sắc dầu màu vàng trên bề mặt, có một sự phối hợp hài hòa không nói nên lời. Bác sĩ lại nhớ đến, chiếc ô bằng giấy dầu này bị ông nội cậu giấu trong chiếc dương gỗ rất lớn, ông nội cực kỳ cẩn thận, không cho cậu nhìn ngắm nó. Nhưng càng như thế, cậu lại càng muốn nhìn trộm có lẽ là gì út tưởng cậu thích chiếc ô này mới gửi cho cậu thật ra bác sĩ không thích chiếc ô này bác sĩ đau đầu gãi đầu nhà của cậu đủ loạn rồi hơn nữa nếu mở chiếc ô này ra không chừng sẽ hỏng mất quan trọng là không thể dùng hay là vứt đi ý tưởng này vừa mới nảy lên trong đầu đã bị loại bỏ ngay chiếc ô này thoạt nhìn là đồ cổ chờ ngày nào đó đến a xá đưa cho ông chủ nhìn xem sao Cậu cẩn thận đặt chiếc ô vào túi nhựa để trên đầu tủ quần áo, sau đó cũng quên luôn chuyện này. Bên ngoài, từng giọt mưa rơi xuống, ngoài cửa sổ dường như xuất hiện một chiếc bóng mơ hồ, trong nháy mắt đã ẩn vào trong gió mưa, nhanh như ảo giác. Ông chủ, tôi mang đến cho cậu đặc sản của vô tích đây. Bác sĩ cầm túi trong tay vừa đẩy, cười khanh khách nhìn ông chủ đứng trong quầy. Cảm ơn, ông chủ không nhạt không mặn đưa mắt nhìn cầm đặc sản lên, thẳng tay mở ra. Bác sĩ cũng không khách khí, đưa tay lấy một khối bánh ngọt ăn, vừa ăn vừa cào nhau nói. Cậu nói bệnh viện không có việc gì sao mỗi năm đều cho đi du lịch chứ. Bận rộn như vậy, đi xa một chút cũng không được, chỉ có thể bớt chút thời gian đi đến vô tích, kim sơn tử thì có gì đẹp. À, đúng rồi, có một lão hòa thượng, tự nhiên nhìn chằm chằm vào tôi nửa ngày, đưa cho tôi một túi hùng hoàng. Ông chủ nghe vậy ngẩn ra, vậy túi hùng hoàng đâu? Tất nhiên là tiện tay ném đi rồi, tôi đâu phải hứa tiên. Bác sĩ vỗ tay để làm rơi mảnh vụn bánh ra, cười nhạo nói. Ông chủ nhìn thoáng qua áo bác sĩ dường như ẩn hiện khóa trường mệnh, thản nhiên nói, nếu như tôi nhớ không nhầm thì sắp sinh nhật cậu phải không? Sinh nhật lần thứ 25. Bác sĩ nhất thời hứng thú nói, đúng vậy, đúng vậy, vẫn còn mấy ngày nữa. Ha ha, Tôi là bác sĩ trẻ nhất bệnh viện nha. Đi học thì tôi nhảy vài lớp, sớm hơn những người cùng khóa 3 năm. Tôi là thiên tài nha. Thế nào, muốn tặng quà sinh nhật cho tôi? Nhưng mà đồ cậu đưa trước tiên tôi phải xem có nên cầm không đã. Tính toán thời gian quả nhiên không sai lắm. Ông chủ thì thào tự nói, ngược lại hỏi, gần đây cậu có nhận được vật gì kỳ quái không? Vật kỳ quái sao? Lẽ nào có túi hùng hoàng còn chưa đủ kỳ quái sao? Bác sĩ đẩy gọng kính, tức giận nói. Ý tôi là trước đó, ông chủ vuốt chén trà bằng từ xa, suy tư nói, ví dụ như. Một chiếc ô, ô, bác sĩ sửng sốt, chập, cậu nói thật đúng, đúng là có một chiếc ô gửi đến, đó là người nhà gửi cho tôi. Cậu nói chiếc ô này có chuyện, đó là một chiếc ô rất xưa làm bằng giấy dầu, tôi thấy nó rất cổ, định dành thời gian đem đến cho cậu nhìn, không ngờ gần đây cuối năm tương đối bận nên quên mất ông chủ nheo mắt hơi đồng tình nhìn bác sĩ nói cậu có biết bạch xà chuyện không đương nhiên là biết tuy câu chuyện này rất đẹp nhưng chỉ là hư cấu thơi hùng hoàng hứa tiên ý cậu nói chiếc ô này là ô bạch xà trong truyền thuyết thật hài hước bác sĩ cười nhạt cậu không tin vào thần thoại hay truyền thuyết sao ông chủ thản nhiên hỏi tuy rằng bác sĩ muốn nói tin tưởng ở Á Xá hắn gặp rất nhiều chuyện cổ quái, nhưng vẫn lắc đầu nói, đương nhiên không tin, tất cả đều phải có chứng cứ khoa học hẳn hoi. Nói phải ăn khớp, không phải tưởng tượng, công việc của tôi không thể dựa vào tưởng tượng là có thể phẫu thuật được. Tất cả mọi chuyện quỷ dị đều xảy ra ở Á Xá, cuộc đời của cậu vẫn rất bình thường. Vậy cậu không thích công việc của cậu? Ông chủ nhíu mày. Đương nhiên thích, bác sĩ không chút do dự trả lời. Vậy lấy bằng chứng cho tôi xem đi. Không thể vì không có bằng chứng đã nói đó là hư cấu. Yêu, muốn, tín ngưỡng, tất cả đều tồn tại. Bên môi ông chủ nở ra nụ cười bí hiểm, chuyện xưa cũng là có thật. Bác sĩ không còn lời nào để nói. Huống hồ, bạch xà chuyện là có chứng cớ, chiếc ô bạch xà trong tay cậu không phải hay sao? Năm đó hẳn là hứa tiên ở trên cầu đoạn kiều cho mượn chiếc ô giấy mới làm cho hắn cùng Bạch Nương Tử kết duyên. Không nghĩ đến bây giờ lại rơi vào tay cậu, ông chủ chậm rãi nói, sau đó nhìn bác sĩ chậm rãi lắc đầu. Bác sĩ bị ông chủ nhìn liền hết hồn, gì chứ, sao lại dùng ánh mắt bi thương như vậy nhìn tôi? Ô bạch xà không tốt sao? Hay là sẽ có mỹ nữ rắn chủ động đến làm bạn gái tôi? Ông chủ đồng tình nhìn bác sĩ, nếu là chuyện tốt thì sao lão hòa thượng kia lại vô duyên vô cớ đưa cho cậu bao hùng hoàng? ông ấy chỉ cho mình cậu, không cho người khác phải không? Sau lưng bác sĩ cảm thấy ớn lạnh, ý cậu là. Mỹ nữ gián đã xuất hiện rồi, nhưng, nhưng mọi người ở bên cạnh tôi đều rất bình thường mà. Ông chủ gật đầu nói, chắc chắn là thế, bởi vì ô bạch xà đã mang đến chấp niệm của bạch xà. Cậu là bác sĩ, mỗi ngày gặp qua rất nhiều bệnh nhân, lúc bạch xà gặp hứa tiên thì đã tu hành ngàn năm, biến thành hình người có người nói truyền thuyết bạch xà xảy ra ở triều tống như vậy từ đó đến nay đã ngàn năm xà tinh có tu vi hai ngàn năm cậu có thể nhận ra mới là không phải bạch nương tử bị chấn ở dưới lôi phong tháp sao bỗng dưng âm thanh bác sĩ nhỏ dần bởi vì cậu nhớ lại lôi phong tháp đã sớm bị ngã đổ rồi hiện tại ở bên tây hồ có trùng tu lại tuy rằng rất xa hoa trong tháp có tất cả mọi vật dụng hiện đại cả thang máy cũng có nhưng khẳng định là không có linh lực chấn áp xà tinh. Bác sĩ ngây người trong chốc lát, đột nhiên nhảy dựng lên như bị điện giật, đầu óc nhanh nhạy đi đến trước mặt tiền cửa hàng qua lại kiểm tra. Ông chủ, có phải cậu nói giỡn với tôi không? Ông chủ cười nhạt nói, vừa rồi không phải cậu còn muốn Mỹ nữ sán làm bạn gái nữa mà. Chỉ là nói giỡn thôi, ai ngờ lại là thật, bác sĩ gấp gáp đến độ đi xung quanh, bạch xà vì ô bạch xà mà đến. Vậy nếu tôi phá chiếc ô, Bạch Xà còn tồn tại không? Ông chủ thản nhiên nói, Bạch Xà kia, tôi đoán là đến báo thù. Báo thù? Bác sĩ chết lặng người, không phải Bạch Xà chuyện là kể lại một câu chuyện tình xưa sao? Ông chủ buông mi mắt, gạt gạt lư hương bằng men sứ xanh đặt trên bàn ra, nhìn từng làn khói từ lư hương lượn lờ rồi bay đi, thản nhiên nói, suốt đời của Bạch Xà toàn là bi kịch đều bắt đầu từ một ly rượu hùng hoàng. Ngày Tết đoan ngọ, nam nhân nói yêu nàng, hạ độc nàng. Cậu nói, nàng có thể không hận sao? Không phải truyền thuyết đều là sự thật. Cái kết trong truyền thuyết, nàng bị chấn ở dưới lôi phong tháp, mà nam nhân nàng yêu lại cưới nữ tử khác để nối dõi tông đường. Cậu nhận được chiếc ô giấy gia truyền này hóa ra trước đây đã được bảo quản trong dương làm bằng gỗ băng phiến. Gỗ băng phiến có thể tránh trùng xà vì mùi hương đặc biệt đó cho nên bạch xà không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc ô giấy đó là lý do những năm gần đây bình an vô sự thế nhưng lần này chiếc ô giấy này lại thấy ánh mặt trời sao nàng ta không phát hiện được ai là chủ nhân của ô bạch xà này thì sẽ gánh chịu lửa giận của nàng ông chủ nhàn nhạt, nhạt nói lời nói nặng nề hoàn toàn không giống với ngày xưa trò chuyện vui vẻ bác sĩ trầm lặng không nói rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề này thật nghiêm trọng Ông chủ, nơi này của cậu không có hùng hoàng sao? Cậu cho rằng hùng hoàng có thể chấn được xà tinh đã tu luyện hai ngàn năm. Hứa tiên dùng rượu hùng hoàng bức được Bạch Nương tử hiện nguyên hình là bởi vì hôm đó là giờ ngọ canh ba Tết đoan ngọ, là lúc Pháp lực nàng yếu nhất. Hiện tại đã cuối năm rồi, dù cậu có chuẩn bị nhiều hùng hoàng hơn cũng không có tác dụng. Ông chủ hít một hơi thật sâu, như là thỏa mãn với mùi đàn hương trong không khí, hưởng thụ nheo mắt lại. Vậy nên làm gì bây giờ? Vốn dĩ bác sĩ không tin những lời nói về quái lực quỷ thần. Nhưng ở Á Xá cậu đã thấy qua rất nhiều hiện tượng siêu nhiên. Lần trước hoàn cầu và cùng kỳ trong Sơn Hải Kinh cậu đã thấy tận mắt. Tam thanh điều thì cậu vẫn thường đi siêu thị để mua măng nuôi nó. Đột nhiên ông chủ vươn tay ra, đầy vạt áo của bác sĩ, lấy tay nắm lấy khóa trường mệnh ở trước ngực cậu. Khóa trường mệnh này được chạm khắc từ một khối bạch ngọc, rất nhãn nhụi sáng bóng dễ chịu. Bề mặt có bằng kiểu chữ triện bốn chữ trường mệnh bách tuế, mặt sau khắc một đóa bạch liên hoa óng ánh trong suốt. Bác sĩ thấy ông chủ yên lặng nhìn khóa trường mệnh trên cổ mình, ngượng ngùng cười nói, ha ha, chắc cậu sẽ chê cười tôi, đây là cái con nít đeo gì đó nha. Thầy tướng số nói năm 24 tuổi tôi sẽ trải qua một kiếp nạn lớn, người trong nhà dặn tôi không thể tháo khóa trường mệnh xuống. Dù dám chắc chỉ là gạt người, nhưng không đến nửa tháng nửa là sinh nhật tôi rồi, 24 tuổi cũng sắp qua, đâu có kiếp nạn gì lớn. Ông chủ dùng sức nắm lấy khóa trường mệnh, thân thể bác sĩ nghiêng người về phía trước vì cho rằng ông chủ muốn nhìn kỹ khóa trường mệnh. Tuy rằng cậu nói không tin số mệnh, nhưng mà cái khóa trường mệnh này cho dù là lúc làm phẫu thuật cậu cũng không tháo ra. Cho nên không thể chủ động tháo ra đưa xuống cho ông chủ xem, chỉ có thể dùng hai tay chống lên quầy, đưa thân thể lại gần một chút mà đến gần như thể tầm nhìn của bác sĩ chỉ có thể nhìn đến ông chủ mà thôi. Dường như cậu chưa từng nhìn ông chủ gần như thế, đột nhiên trong đầu bác sĩ nảy lên ý nghĩ như vậy. Có lẽ là bình thường gặp mặt đều trong cửa hàng âm u này, khuôn mặt ông chủ bình thường đều ẩn trong bóng tối, coi như là liếc mắt xem qua đi. Nhưng hấp dẫn cậu nhất không phải là dung mạo của ông chủ mà là hồng long thiêu trên chiếc áo tôn trung sơn màu đen chắc là ông chủ còn rất trẻ tuổi theo bệnh nghề nghiệp bác sĩ quan sát ra và ngũ quan của ông chủ có lẽ sơ sơ ông chủ còn nhỏ hơn mình một đến ba tuổi nhất thời có chút không thể tin được có lẽ là đã trải qua nhiều sự việc kỳ quái bác sĩ thấy ông chủ bình tĩnh giải quyết từng vấn đề nên cậu cực kỳ tin tưởng coi như thời khắc hiện tại xà tinh muốn tìm đến của báo thù thì bác sĩ cũng không để trong lòng trong tiềm thức nghĩ ông chủ chắc chắn sẽ giúp cậu đối phó ánh mắt bác sĩ rời khỏi gương mặt ông chủ đi xuống dưới, bỗng nhiên phát hiện ở khe hở cổ áo dường như có một vết thương nhìn rất ghê sợ. Thoạt nhìn thì đã lâu lắm rồi, bác sĩ muốn hỏi ông chủ vì sao lại có vết thương như vết thương bị chặt đầu này, nhưng vừa nghĩ đến vấn đề này có chút lạc đề, quên đi, chờ mai mốt có cơ hội thì hỏi sau. Có thể ông chủ luôn mặc kiểu áo kiểu áo tôn trung sơn cao cổ là vì muốn che đi vết thương này. Bác sĩ miên man suy nghĩ, nhìn ông chủ vuốt ve khóa trường mệnh bằng bạch ngọc, như là đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Bác sĩ không dám quấy rối ông chủ, nên cứ như thế duy trì tư thế đứng không được tự nhiên, cho đến lúc cậu chống tay đến mỏi như thì rốt cuộc ông chủ cũng buông lòng khóa trường mệnh ra, chỉnh lại áo sơ mi, để khóa trường mệnh vào để cậu mang thoải mái. Bạch Ngọc lạnh lẽo vừa chạm vào da và bác sĩ nhất thời dùng mình. Vì sao ông chủ cầm khối ngọc lâu như thế mà ngay cả một chút nhiệt độ cơ thể cũng không có? Vấn đề này chỉ mới vừa lóe lên trong đầu bác sĩ, chưa đợi ông chủ xác nhận thì nghe ông chủ thản nhiên nói, thật ra để tránh sự báo thù của bạch xà cũng rất dễ, nghìn năm trước nàng bị chấn ở lôi phong tháp, pháp hải hạ chú với nàng, để nàng không thể ngông cuồng làm hại sinh linh. Thế nhưng hứa tiên và bạch nương tử là nghiệt duyên, tất cả đều bắt nguồn từ lần cho mượn ô ở cầu đoạn kiều ở Tây Hồ kia. Cho nên cậu chỉ cần không cho nàng mượn ô là được. Chỉ đơn giản như vậy, bác sĩ sửng sốt, lúc nãy bác sĩ làm bộ dạng như gặp địch lớn, nhưng kết quả lại dùng phương pháp như vậy để tránh sao. Chiếc ô giấy này để ở nhà tôi, gì tôi lấy nó đi, vậy có tính là tôi mượn không? Ô, dùng để che mưa, mưa có gốc là nước, tuy rằng vạn vật trên đời đều có mặt tốt, nhưng bị tạt vào người thì sẽ làm cho âm hàn nhập thể cho nên ô sẽ là người bảo vệ để ngày mưa không bị hàn khí xâm nhập xả thích nơi ẩm ướt tiểu bạch đã nói ngày mưa là lúc âm khí đại thịnh nàng không nhất định cần chiếc ô giấy này chỉ cần là ô trong tay cậu cũng được cậu cho nàng mượn ô cũng tương đương với việc đem vật hộ thân cho nàng mượn nàng sẽ theo nước mưa xâm chiếm cơ thể cậu cắn nuốt linh hồn cậu tiếng nói ông chủ âm trầm bị ép tới mức rất nhỏ, nghe như là kể chuyện ma. Tâm trạng bác sĩ bình tĩnh trở lại, cười hì hì đập bàn nói, không phải chỉ cần không cho mượn ô sao. Tôi nhớ kỹ, ai, gần tới giờ rồi, tôi phải đi trực đây, đến lúc rảnh rỗi lại trò chuyện. Ông chủ nhìn bóng lưng anh ta căn dặn một câu, bạch xà có năng lực biến hình, dù là ai cậu cũng không được tin tưởng. Bác sĩ cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay biểu đạt ý đã biết sau đó đẩy cửa ra ông chủ đứng ở nơi đó suy nghĩ lâu thật lâu vẻ mặt giấu sau khói lư hương mờ mịt ngay cả bình pha lê thời dân quốc cũng không chiếu rõ mặc dù có khả năng bị xà tinh tu hành hai ngàn năm chú ý nhưng hiện tại bác sĩ cực kỳ bình tĩnh bởi vì ông chủ đã nói chỉ cần không cho người ngoài mượn ô là tốt rồi mùa đông như vậy không có mưa ai lại dùng ô nhưng những lời này bác sĩ cũng chỉ để trong lòng chế nhạo mà thôi. Bắt đầu ngày thứ hai, dường như ông trời nghe được lời bác sĩ oán thầm, từng giọt mưa tí tách từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt mưa rầm liên miên, dự báo thời tiết cũng nói dòng khí áp thấp sẽ duy trì một tuần. Bác sĩ rất phiền muộn, tuy rằng biết mùa đông ở phía nam như vậy là bình thường. Nhưng vừa nghĩ đến bên người mình có người do bạch xà biến hình chợt thấy sợ hãi, thời gian dài quá làm cậu chịu không được. Cậu cũng nghĩ đến chuyện chỉ cần dứt khoát không mang theo ô là được rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng không được, ngộ nhỡ cậu mượn ô của người khác, người kia do bạch xả tinh biến thành thì phải làm sao bây giờ? Ông chủ cũng không nói ngược lại không được. Thế giới trước mắt đã trải qua hai ngàn năm, hết sức quen thuộc, nhưng lúc này lại bị mưa bụi mênh mông bao phủ, cảm thấy trột dạ, hình như có gì đó không chân thật. Cửa sổ ở phòng làm việc của bác sĩ ở rất thấp, trên bàn đặt chiếc ô, nghĩ đến bạch xà thành tinh có thể ở rất gần, bác sĩ cảm thấy mình như con ếch bị rắn nhìn trúng, sau lưng toát ra cảm giác lành lạnh. Sao lại ngốc ra thế? Sao lại không đi? Cậu cũng có một chiếc ô mà. Có người từ phía sau đến vỗ vai, giọng vang lên. Bác sĩ nhìn lại, là bạn học đại học kiêm đồng nghiệp của mình thuần qua. Bác sĩ không khỏi nhớ đến lúc khi mình dùng hoàng lương trầm, mơ thấy thuần qua vì mình mà rửa tay nấu canh không khỏi run lên một chút thật buồn nôn thuần qua thấy ô của bác sĩ trên bàn cười nói yeah ngày hôm nay thật may mắn tối cậu muốn trực hà vậy hãy cho tớ mượn chiếc ô này đi bác sĩ thấy thuần qua tự nhiên cầm chiếc ô trong tay mình tuy rằng cuộc đối thoại và mỗi hành động đều rất quen thuộc nhưng cậu lại nhớ đến việc bạch xà có thể biến hóa thành người chợt cảm thấy dùng mình tay phải cầm giữ ô chỗ thuần qua đang cầm sau đó đổi qua tay trái không, đêm nay tôi đổi ca với người khác, nên không ở lại. À, được rồi, đi với tôi ra bãi đậu xe đi. Thuần qua cười hì hì nói rằng, tháng này anh ta mua xe vì được thăng cấp, cho nên muốn khoe khoang một chút. Khóe miệng bác sĩ cong lên, đi thang máy sẽ đến tầng hầm đỗ xe nhanh hơn. Buổi sáng tôi đến trễ do kẹt xe, khi đến bãi đỗ dưới tầng hầm đã hết chỗ, nên tôi đậu ở quảng trường thuần qua đang muốn than phiền về đường phố chật trội thì máy nhắn tin tít tít vang lên. Thuần qua cúi đầu nhìn thoáng qua, thở dài nói, phẫu thuật khẩn cấp, xem ra một chút tôi cũng không về được. Cậu đi trước đi, dứt lời, anh ta vỗ vai bác sĩ, nhanh chóng đi ra ngoài. Bác sĩ nhìn bóng lưng thuần qua dần đi mất khỏi cửa, nghĩ đến thật kinh ngạc, xả tinh, không, xả tinh căn bản là chỉ nghe ông chủ nói, hay là ông chủ thì hù dọa mình thôi. Mời vừa đi định đi về nhà, bỗng nhiên bác sĩ thấy bên cạnh có người đi đến, nhìn kỹ mới thấy chính là một nữ bác sĩ được bệnh viện chuyển đến để thực tập, vì dáng vẻ cô rất đẹp, cho nên bác sĩ còn nhớ rõ tên của cô, Diệp Thiền Thiền. Diệp Thiền Thiền người cũng như tên, nhìn thanh tú sạch sẽ, giống như là phiến lá tươi tắn làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Bác sĩ cũng không có ngoại lệ, không dám nhìn vào hai mắt cô quá lâu, đáy lòng càng nghĩ càng thích thú. Hiện tại có rất ít cô gái đi ra đường mà không trang điểm, Diệp Thiền Thiền thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nhưng da rẻ như thiếu nữ mười mấy tuổi. Tiểu Diệp, cô không mang ô sao? Bác sĩ thấy Diệp Thiền Thiền đứng trước cửa sổ buồn bã, nên mở miệng hỏi. Đúng vậy, hôm nay dự báo thời tiết rõ ràng nói là không có mưa, nên tôi lười đem theo hai hàng lông mày tinh tế của diệp thiền thiền nhíu lại cô cúi đầu thấy trên bàn bác sĩ có chiếc ô đôi mắt đẹp rực sáng học trường buổi tối anh có trực không chiếc ô này có thể cho em mượn dùng không sau đó về nhà rồi em sẽ mang trả lại nhà của em cũng không xa bởi vì so với bác sĩ nhỏ hơn nên diệp thiền thiền gọi bác sĩ là học trường nếu như trước kia bác sĩ sẽ không mần ngại cho mượn nhiều lắm thì chịu mưa về nhà mà thôi ngay lúc bác sĩ muốn đáp ứng thì lời nói bỗng thay đổi nhà em không xa vậy anh tiễn em về dùng chung một chiếc ô xem như là mình không cho mượn rồi bác sĩ vì mình nhanh trí mà đắc ý khóe miệng nhỏ bé của diệp thiền thiền cứng đờ nhưng làm như không hề có chuyện gì mỉm cười nói vậy cảm ơn học trường bên ngoài trời mưa lại càng lớn hơn bác sĩ bung ô ra cùng diệp thiền thiền đi dọc theo ngõ hạt mưa rơi vào ô nghe âm thanh lạch tạch, giống như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Trong trời đất này chỉ có Diệp Thiền Thiền và cậu. Bác sĩ nhất thời cảm nhận được công dụng của chiếc ô từ trong lời nói của ông chủ. Thực sự là một cảm giác được che chở, bảo vệ người dưới tán ô. Bởi vì trời mưa rất lớn, bác sĩ cũng không hào hứng cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, nhưng lại thích hợp với tốc độ của Diệp Thiền Thiền, không nhanh không chậm cùng nhau đi. Bác sĩ nhìn giọt mưa bên chân rơi xuống nước tạo thành hình vương miện, bỗng nhiên nghĩ đến đã trăm nghìn năm qua, sự việc không ngừng thay đổi, thế nhưng chiếc ô vẫn mang hình dáng như vậy. Tựa như thế gian này, mọi vật biến hóa không ngừng, nhưng có những thứ vẫn như vậy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cậu nhớ đến những cổ vật trong á xá, lịch sử ngưng kết vĩnh hằng, chúng nó trải qua trăm nghìn năm qua đều không thay đổi, như là cố chấp chờ đợi cái gì đó nếu không phải chiếc ô giấy trong tay mình quá mỏng manh, dù cho bây giờ có cầm trong tay cũng không có ai nghĩ là đồ cổ. Chỗ trò của Diệp Thiền Thiền thật sự không xa, khi bác sĩ đi qua một ngõ hẻm quen thuộc thì phát hiện nếu như bọn họ tiếp tục đi về phía trước sẽ đi qua á xá, nên không tự chủ được càng lưu ý hơn. Thế nhưng khi cậu đến trước cửa á xá thì phát hiện cửa chính có điều khắc tượng gỗ cư nhiên lại bị chiếc khóa bằng đồng khóa lại. Bác sĩ dừng bước, Cậu còn nhớ rõ, cho dù ông chủ không ở trong cửa hàng, thì cửa chính của á xá cũng chưa bao giờ khóa lại, mà hiện tại trời chưa tối, chưa đến giờ đóng cửa mà. Bởi vì bác sĩ cầm ô dừng lại, nên Diệp Thiền Thiền cũng phải đứng lại, tuy rằng cô mang vẻ mặt nghi vấn, nhưng vẫn khôn ngoan không lắm chuyện. Bác sĩ mang theo rất nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ một lát thì bỏ qua, thu lại ánh mắt chuẩn bị đi về phía trước, mà đúng lúc này có một người đi tới ngăn cản bọn họ. Tiệm đồ cổ Á xá quyển 1 Huyền sắc chương 20, ô bạch xà, 2 Cậu, là cậu sao? Cậu biết ông chủ cửa hàng này đi đâu không? Người kéo tay cầm ô, một tay chống gậy, tóc hoa dâm, khí chất nho nhã, chính là việc trưởng viện bảo tàng. Không biết, hôm qua tôi đến Á xá còn thấy anh ta. Bác sĩ biết người này là viện trường, thường ngày hay cùng mình lui đến Á xá, cho nên hai người coi như biết nhau. Nhưng cũng không biết tên đối phương, cậu chỉ biết đối phương là viện trưởng viện bảo tàng, mà đối phương chỉ biết cậu là bác sĩ. Viện trưởng dùng gậy đập mạnh xuống đất, thở dài nói, "A Sa đã một ngày một đêm chưa mở cửa, hôm qua tôi dùng vạc luyện đan thời chiến quốc để đổi lấy ba kiện đồ cổ, vốn hôm nay đến hỏi cậu ấy có mua vạc luyện đan không, nhưng phát hiện cậu ấy không mở cửa." Viện trưởng nói xong vô cùng đau lòng, rõ ràng nhận thấy mình quá đáng rồi. Tuy rằng bác sĩ không hiểu rõ về đồ cổ, nhưng cũng biết trong á xá đều là vật vô giá, bởi vì nó xảy ra rất nhiều chuyện quái lạ, mới không có ý bán ra. Cậu từng nhìn thấy viện trưởng hay những kẻ có tiền khác quấy giày đòi mua, nhưng ông chủ đối với bọn họ nói giá rất cao không chút động lòng, nhưng trong chớp mắt có thể lấy giá cực thấp, giống như đi trên đường mà bị lừa đảo, cổ vật giá trên trời vậy mà tùy tiện bán đi dám dùng ba kiện đồ cổ để đổi lấy một vạc luyện đan, sợ rằng vạc luyện đan kia lai lịch không đơn giản. Bác sĩ nghĩ lại, lại vô ý cùng viện trưởng tính tình nóng nảy dây dưa, cười nói hai câu, liền mượn cớ muốn đưa đồng nghiệp về nhà mà cáo biệt. Trên đường không nói chuyện, sau khi đưa Diệp Thiền Thiền về nhà, bác sĩ nhìn bóng cô khuất dạng ở hành lang, nhanh chóng quay người đi. Chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là mình nghĩ nhiều quá thôi. Thấy hai bên không có người, tâm tình bác sĩ rất tốt xoay ô dưới trời mưa, nhìn giọt mưa từ bốn phía rơi xuống, giống như đã bỏ qua buồn phiền trong lòng, cậu hài lòng nở nụ cười. Ngày thứ hai, trời vẫn đổ mưa dầm liên miên. Bác sĩ đứng trước bảng thông báo, tìm ca phẫu thuật hôm nay của mình, vừa vặn lúc này thuần qua cũng đi tới. Bác sĩ cười vỗ vai anh ta, nghe nói tối qua phẫu thuật rất thành công, cậu được đấy đó là hiệu ca xuất mã, nhất cá đinh lưỡng, thuần qua phi thường đắc ý. Kỳ thật tối qua ca phẫu thuật không có gì khó khăn, nhưng là lần đầu cậu mổ chính. Tuy rằng bởi vì viện trưởng không trở về kịp, nhưng đối với anh ta ý nghĩa với trọng đại. Thuần qua nở nụ cười, muốn thu liễm, ho nhẹ nói, thật ra cũng may mà có trợ thủ diệp thiền thiền. Đừng nhìn người ta ngoại hình xinh đẹp, lại dùng phương pháp khâu house năm ngoái tôi mới học cái đó. Cậu không tin sao, nếu lúc đó cậu ở đây chắc cũng sẽ ngạc nhiên. Bác sĩ giật mình, nhưng không phải vì Diệp Thiền Thiền biết khâu bằng phương pháp house Hôm qua Diệp Thiền Thiền ở lại đây phẫu thuật, điều đó không thể nào. Ánh mắt bác sĩ dừng ở bàn thông báo, ca phẫu thuật hôm qua còn chưa lau đi. Buổi chiều lúc 5 giờ 30 phút có ca phẫu thuật khẩn cấp, tên Diệp Thiền Thiền bỗng dưng xuất hiện trên đó. Giấy trắng mực đen còn viết rõ ràng. Phân công ca phẫu thuật không thể có lỗi, bởi vì nó liên quan đến trách nhiệm điều trị. Thuần qua cũng sẽ không nói dối, như vậy lúc đó mình đưa cô gái kia về nhà là ai? Bác sĩ cảm thấy một luồng khí lạnh rét thấu xương từ lòng bàn chân chạy lên cột sống lan đến sau đầu, tức khắc tay chân lạnh lẽo. Bác sĩ quyết định không bao giờ mang theo ô nữa, mặc kệ trời mưa lớn thế nào, thà rằng mình mang thân ướt đẫm về nhà cũng tuyệt đối không mang theo ô. Nếu nói trước kia bác sĩ chỉ tin ông chủ 5 phần thì do chính mình trải nghiệm nên đã không hề hoài nghi nữa. Ngay cả chiếc ô cũng không mang theo thì cũng không ai có thể lấy ô từ trong tay cậu. Cứ coi như là yêu tinh cũng không làm được gì. Sau đó bác sĩ cứ như vậy, vì quá bận rộn nên không còn thời gian lo lắng. Dù sao cũng tới cuối năm rồi, còn nhiều ca phẫu thuật, còn tổng kết cuối năm, đánh giá cuối năm cũng đã làm bác sĩ rất bận rộn mà khi cậu mỗi ngày cứ đội mưa về nhà mới phát hiện cửa á xá vẫn đang bị khóa chặt hay là ông chủ về nhà ăn tết rồi bác sĩ nghĩ như vậy tuy rằng nhìn ông chủ có cảm giác rất cô độc nhưng mặc kệ là dạng người nào chắc chắn cũng sẽ có giai nhân nhưng mà trong ấn tượng hai năm nay ngay cả ngày chúa sinh ra đời thời gian tết nguyên đán á xá cũng không đóng cửa thậm chí ngay cả tết âm lịch năm ngoái vì cậu tăng ca không có về với ông bà cũng thấy á xá vẫn mở cửa. Hình như một năm 365 ngày, ngày nào á xá cũng đều mở cửa buôn bán. Lần này lại ngừng buôn bán vài ngày, có thể có việc gì gấp sao, có lẽ gấp về cổ vật. Tuy rằng bác sĩ lo lắng, nhưng lại không biết ông chủ đã xảy ra chuyện gì, hay là ngày nào đó đi qua á xá, ông chủ còn có thể mặc kiểu áo tôn trung sơn thiêu hồng long trên thân, ngồi ở phía sau quầy uống trà long tĩnh thong rong đọc sách so sánh với mình bận tối mặt tối mũi chắc hẳn là số mệnh vất vả rồi Á xá ngừng buôn bán ngày thứ năm bác sĩ vừa mới phẫu thuật xong đang đứng ở cửa sổ sát đất uống cà phê để tinh thần hương phấn thì đờ ra bên ngoài từng giọt mưa rơi xuống dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ nắng nhưng nhìn mưa ảo ạt buổi chiều mai có lẽ sẽ âm u như lúc này thọ tinh tối nay nên mời khách ăn nha thuần qua lớn giọng kêu Mọi người trong phòng cũng ồn ào theo. Bác sĩ liên tục gật đầu đồng ý, biết thật ra bọn họ chỉ tìm cớ để thư giãn một chút. "Hôm nay hẳn là cậu không có trực, về nhà thay đồ trước đi." Thuần qua vỗ vỗ vai bác sĩ, chỉ nếp nhăn trên áo khoác do dựa vào lưng ghế, "Có phải ô của cậu mất không? Tôi có một chiếc, cậu dùng trước đi. Thân là Thọ Tinh, đừng ăn mặc đơn giản như thế." bác sĩ nhìn chiếc ô trong tay thuần qua đưa tới sửng sốt trong chốc lát ông chủ nói cậu không thể cho người khác mượn ô như vậy mượn ô của người khác chắc là không sao bác sĩ vốn định từ chối nhưng mình mời khách lại ăn mặc ướt sũng thì thật thất lễ sở dĩ cũng nhân tiện nói cảm ơn trước tiên về nhà thay quần áo thuận tiện đi đến chỗ gặp mặt một chút ở cổng sau bệnh viện có một nhà hàng rất ngon Đến lúc đó nếu có ca phẫu thuật khẩn cấp cũng thuận tiện đưa tin. Ra khỏi nhà hàng, bác sĩ cố đi trong mưa, do làm vào buổi chiều, hơn nữa mưa liên miên không dứt, trên đường buôn bán rất vắng, rất nhiều quán đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Bác sĩ nhớ lại lúc xưa, nhớ lại kỷ niệm 24 năm qua, theo thói quen vuốt khối khóa trường mệnh trên cổ. Có người nói chiếc khóa trường mệnh này do người mẹ đã mất để lại cho cậu, tuy rằng người lớn nói cậu không thể tháo ra khi chưa đến 24 tuổi, nhưng cậu có một thói quen, quyết định cho dù qua 24 tuổi vẫn muốn mang, bởi vì đây là vật mà mẹ để lại cho cậu. Bác sĩ đang miên man suy nghĩ, định quẹo vào siêu thị, dự định lúc rảnh rỗi mua chút đồ ăn. Giữa lúc cậu đứng trước cửa siêu thị, mới vừa gặp ô lại, bỗng nhiên phát hiện trên đường có người đang dầm mưa. Kiểu áo tôn trung sơn màu đen, hồng long cực chói mắt. Ông chủ, bác sĩ mừng rỡ giơ tay, thấy ông chủ bình an, so với tưởng tượng còn vui vẻ hơn. Bởi vì công việc rất bận rộn, ngoại trừ đồng nghiệp trong bệnh viện, ông chủ là bạn duy nhất của cậu trong thành phố này. Sao lúc này đã tan ca? Ông chủ bất ngờ thấy bác sĩ lau nước mưa trên mặt, không chút khách khí vươn tay nói, "Cho tôi mượn ô một chút, tôi đi phía trước có chút việc, quay về trả lại cho cậu." Bác sĩ không cần suy nghĩ, rất tự nhiên đưa ô đang cầm trong tay qua nhưng lúc ngẩng đầu lơ đãng nhìn ông chủ phát hiện cổ ông chủ trơn tuột không hề thấy vết thương dữ tợn đâu cả lúc đó sắc mặt bác sĩ thay đổi lập tức nắm chặt ô trong tay lớn tiếng hỏi anh là ai những lời này hỏi có chút dư thừa bác sĩ đang nghĩ thì hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt thay đổi một lúc sau sấm sét rền vang đinh tai nhức óc ở phía sau không phải là siêu thị đèn đuốc sáng trưng mà một vùng hoang vu u ám. Giữa lúc cậu ngạc nhiên đánh giá bốn phía thì cảm giác trong tay có chút kỳ lạ, tập trung nhìn vào, phát hiện chiếc ô trong tay mình bỗng nhiên biến thành độc xà màu trắng, mà chuôi ô cậu cầm là đầu rắn, có hai chiếc răng nanh độc trong giữa tia chớp phát ra tia sáng trôi lóa, muốn cắn cổ tay cậu. Theo phản xạ bác sĩ buông tay, mà ngay ở lúc tay cậu vừa rời khỏi, con rắn độc kia biến thành chiếc ô, viên đá trong suốt như ngọc rơi vào lòng bàn tay. Một cô gái cực kỳ mỹ lệ xuất hiện trước mặt cậu, một thân bạch y như tuyết, ngũ quan như tranh thủy mặc rất tinh xảo mê ly. Đó là một vẻ đẹp không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nhìn một nữ tử mỹ lệ như thế, nhưng lòng bác sĩ như rơi vào hầm băng, cậu biết cô ấy là bạch xà tinh. Tuy rằng nét mặt rất lạnh nhạt, vô cùng bình tĩnh, nhưng phía sau nàng từng tiếng sấm rền vang, Tia chớp, thấy như phim điện ảnh thoáng hiện sau đám mây, hoàn toàn có thể khẳng định tất cả đều do Bạch Xà Tinh làm ra. Mà khi bác sĩ cảm nhận được nước mưa thấm ướt người thì mới hiểu được vì sao ông chủ cấm cậu cho mượn ô. Mất đi ô che chở, nước mưa từ trên trời rơi xuống lạnh đến xương giống như ngân châm, từng châm châm trên người, đau nhức thấu xương. Bốn phía một mảnh hoang vu, ngay cả một chỗ tránh mưa cũng không có bác sĩ không biết có phải đây là tất cả ảo ảnh cho bạch xà làm ra hay không thế nhưng mặc kệ cậu chạy trốn đi đâu nước mưa từ trên bầu trời chốt xuống như bóng với hình chiếc ô chiếc ô ở nơi nào thanh âm của bạch xà hùng hổ dọa người thế nhưng bác sĩ không biết nàng có ý tứ gì cái gì ô chẳng lẽ ô bạch xà ở trong bác sĩ giật mình muốn mở miệng nhưng phát hiện mình đau đến nói không nên lời ngay cả sức để bước đi cũng không có, chỉ có thể ngã ngồi trên đất, lấy tay bảo vệ đầu của mình, để thân thể ít bị lộ trong mưa. Ô của ta, người giấu ô của ta ở đâu? Có lẽ bởi vì thanh âm của bạch xà quá thê lương, bác sĩ nhịn không đưa tay che đầu. Trong tầm mắt cậu, không thấy nữ tử kia nữa, là chỉ thấy bạch xà to lớn không gì sánh được, thân rắn dài hơn 10 thước, trước đến quanh cậu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng nữ tử thanh lệ thoát tục này lại biến thành cự sa dữ tợn. Mà khi gật thấy bạch xà há to miệng muốn cắn tới chỗ mình, bác sĩ không nghi ngờ gì bạch xà có khả năng nuốt mình vào chỉ với một cú đớp. Lẽ nào mình sẽ chết như vậy sao? Trong đầu bác sĩ không biết vì sao nghĩ đến lời người lớn nói, lúc cậu 24 tuổi sẽ có một đại kiếp nạn, chẳng lẽ nói về cái này sao? Bác sĩ mở to hai mắt, không bởi vì chiếc miệng máu kia tới rất gần mà nhắm lại nhắm mắt cũng không thể trốn tránh gì cả cậu muốn nhìn bạch xà này ăn thịt người thế nào khi ánh chớp lóe lên trong mắt bác sĩ mỗi hành động đều chậm lại thời gian dường như dừng lại hầu như cậu có thể cảm thấy từng giọt mưa long lanh trong suốt giữa không trung xa xa tia chớp như cắt bầu trời tạo thành cái khe cảm giác sợ hãi khi sắp đến miệng xà cùng bối cảnh phụ trợ tạo cảm giác ghê sợ mê người Trước khi chết thấy cảnh tượng như vậy cũng đủ rồi. Lúc bác sĩ có thể cảm nhận khí độc tanh hôi từ miệng xà thì bỗng nhiên có một người đứng chắn trước mặt cậu, thay cậu đỡ lấy miệng xà to lớn kia. Bạch xà kia dường như bị khiếp sợ, muốn dừng lại, nhưng bởi vì thân thể quá lớn, dù cho muốn đổi hướng thì một chiếc răng nọc cũng xẹt qua bụng đối phương. Trên mắt kính của bác sĩ đều vương giọt mưa, nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu, trong tầm mắt thấy hồng long rất sống động. Dương móng vuốt ở phía sau người. Đây thật sự là ông chủ sao? Não bác sĩ có chút chậm chạp, ôm đầu gối, cứ thể ngừng đầu. Trên đầu của cậu, có một chiếc ô giấy thật lớn, thay cậu che khuất nước mưa lạnh giá đến thấu xương. Ngủ mốc, tôi đã dặn cậu, mặc kệ là ai cũng không được cho mượn ô. Thanh âm lạnh lùng của ông chủ từ đỉnh đầu vang lên. Tôi tưởng cậu mới đưa đó, trong lòng bác sĩ thầm oán than, nhưng không có can đảm tranh cãi. Đã bị lực sát thương của nước mưa xâm nhập, rất nhanh cậu liền bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ đến thiếu chút nữa ông chủ bị bạch xà cắn, vội vàng đi đến trước người ông chủ, tỉ mỉ kiểm tra. Rất tốt, thân thể không có bị thương, chỉ là y phục bị rách thôi. Bác sĩ nhìn con rồng thêu trên áo ông chủ đã bị phá một lỗ. Cậu đối với bộ y phục này cũng đã nhìn ra, cũng biết kiểu áo Tôn Trung Sơn này được chế tác rất hoàn mỹ chắc chắn giá trị rất xa xỉ. Thật sự là đáng tiếc, nhưng không phải cậu có rất nhiều bộ sao? Cái này tôi bồi thường cho cậu." Bác sĩ nghĩ thầm, rất quý, nhưng chắc tiền lương của mình cũng đủ mà. Ông chủ cúi đầu, lúc nhìn y phục bị rách, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh bị che giấu rất tốt. Ông chủ bình tĩnh ngẩng đầu, "Không có gì, không cần bồi thường." "Được rồi, năm ngày trước tôi đã đến nhà cậu lấy chiếc ô bạch sa. Cậu đừng để buồn. Bác sĩ đã sớm nhìn thấy vật trong tay ông chủ, chính là ô bạch xà. Tuy rằng cậu không hiểu sao ông chủ đi vào nhà của mình được, nhưng cũng biết nếu không phải ông chủ thay mình giữ 5 ngày, e rằng bạch xà tinh đã sớm cầm chiếc ô giấy đi rồi. Bác sĩ cũng không thật sự ngốc, lúc này cũng biết mục đích chính của bạch xà tinh là chiếc ô này. Về phần mượn ô vân vân, đại khái cũng chỉ là làm theo quy tắc. Chiếc ô này có thể để tôi xử lý không? ông chủ nhàn nhạt hỏi thăm nhất định phải xử lý thuận thuận tiện xử luôn bên kia luôn bác sĩ cách đó không xa bạch xà đang thè lưỡi thành thật nói có lẽ cậu không phát hiện từ lúc ông chủ đến đây bạch xà đã bình tĩnh rất nhiều chí ít cũng không có sâm nữa ông chủ yên lặng nhìn bạch xà đột nhiên thở dài nói cậu biết không truyền thuyết bạch xà thật ra không có kết cục cuối cùng kết cục cuối cùng chẳng lẽ không phải là bạch xa bị chấn ở dưới lôi phong tháp, sau đó tháp đổ nên xuất hiện trước mặt chúng ta sao? Bác sĩ không biết vì sao ông chủ lại nói chuyện này, nhưng có ông chủ bên cạnh, bác sĩ nghĩ việc này sẽ dễ dàng giải quyết thôi, nên bình tĩnh trò chuyện với ông chủ. Bạch xà kia đã tu luyện ngàn năm, có thể hô phong hoán vũ, mang phân nửa long cốt. Đến khi qua tình kiếp có thể hóa rồng thăng thiên, trở thành long thần một phương được người đời cung phung. Bác sĩ hít một hơi khí lạnh, biết rằng một tuần nay mưa tầm tã là do bạch xà làm ra. Mà sấm sét vừa xuất hiện, đương nhiên cũng là tác phẩm của bạch xà, nếu không thì mùa đông làm gì có sấm sét rền vang chứ. Thật ra năm đó, tuy rằng nàng không có hình rồng, nhưng đã có lòng cốt. Thế nhưng Pháp Hải ra một đảo phù chú, nói nàng là xà tinh, chấn nàng ở dưới lôi phong tháp Lúc đó Pháp Hải hỏi Hứa Tiên nên xử lý Bạch Xà Tinh thế nào. Cậu biết Hứa Tiên nói gì không? Tuy rằng thanh âm của ông chủ rất bình thường, không hề thay đổi, nhưng bác sĩ nghe thấy lại nổi da gà, một lời cũng chưa dám nói. Thì ra tiếng nói không phải của ông chủ, mà là của Bạch Xà ở đối diện. Hắn lột da ta, làm thành mặt ô, rút long cốt của ta, làm thành thân ô. Bạch Xà vừa nói, một lần nữa biến thành hình người gương mặt thanh lệ bức người, nhưng lại toát ra vẻ oán hận. Cái gì thề non hẹn biển, cái gì lời đường mật, vẻ mặt hoảng hốt, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn nghĩ ta là yêu tinh, ta sẽ ăn thịt người, nhưng hắn có từng nghĩ đến. Thật ra ta yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm, bạch thì thảo nói. Vậy, lẽ nào? Bác sĩ há hốc mồm trợn mắt nhìn chiếc ô bạch xà trong tay ông chủ, cả người da gà nổi lên như nấm. Bạch lộ, chỉ cần ngươi đợi thêm một ngày một đêm nữa, oan hồn của ngươi sẽ tan đi, kiếp sau sẽ quên hết mọi chuyện đầu thai làm ngươi, đỡ hơn du đãng trên thế gian này nhiều lắm. Ông chủ thở dài nói, thì ra xà tinh này có tên, hơn nữa không phải là bạch tố trinh, mà là bạch lộ. Bác sĩ nhìn nữ tử xinh đẹp kia, không khỏi thầm than tướng mạo rất quan trọng. Vừa rồi cậu vẫn còn nghĩ đến bạch xà giữ tợn kinh khủng, Thế nhưng trước mắt đây, cô gái yếu đuối mảnh mai, cho dù biết nguyên hình của nàng là bạch xà, cũng thật sự làm cho người ta không sợ hãi. Còn Hứa Tiên lúc đó, sao lại tuyệt tình như vậy, nếu thật lòng yêu nàng một chút, cũng sẽ không muốn lột da nàng, rút xương của nàng như vậy. Bác sĩ bỗng nghĩ đến, có đôi khi con người thật đúng không bằng loại sơn tinh yêu quái, có tình có nghĩa, sâu sắc. Bạch Lộ đứng trước mặt bọn họ, kiên định nói rằng ta chỉ muốn chiếc ô trong tay ngươi, hỏa tan ra ta, đốt cháy xương cốt, linh hồn ta có thể vĩnh viễn quanh quẩn trên thế gian. Cứ như vừa việc kiên nhẫn tìm truyền thế của hắn, nhìn hắn bị báo ứng khốn cùng tuyệt vọng, cửa nát nhà tan, hải cốt không còn. Người không ngại sao, ông chủ nhíu mày hỏi. Đôi môi đỏ như máu của bạch lộ cong lên, cười nhạt nói, 50 cười 100, ta và ngươi không hề khác nhau một ngàn năm trước ngươi thuận theo thiên ý không đến cứu ta, vậy thì hôm nay ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác. Bác sĩ nghe vậy kinh ngạc nhìn ông chủ, một nghìn năm trước. Bạch lộ dùng khóe mắt liếc bác sĩ, bỗng dưng nở nụ cười nhạo nói, ta chỉ biết, vì hắn cái gì ngươi cũng chịu làm. Trả ô cho ta, đừng ép ta làm chuyện không thể cứu vãn được. Bác sĩ nghe thấy rất kỳ quái, dù sao vẫn cảm thấy theo lời bọn họ nói không phải là mình, mà là một người khác loại cảm giác này làm cậu vô cùng khó chịu ông chủ không nói mà đưa ô cho bạch lộ liền lúc đó túm tay áo bác sĩ không quay đầu lại mà rời đi giọt mưa rơi trên người đã không còn lạnh thấu xương bác sĩ thở phào nhẹ nhõm ha ha cảm ơn làm rách long phục của ngươi thực là có lỗi nhưng mà ngươi ở trên thế gian cũng lưu luyến thật lâu Tiếng cười như chuông bạc của Bạch Lộ từ phía sau vang lên, giống như là phá vỡ mây đen trên trời, ánh nắng rực rỡ từ tầng mây chiếu xuống. Bác sĩ không chịu được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở nơi ánh mặt trời chiếu xuống, mặt của ô bạch xà trong tay Bạch Lộ đã bắt đầu tan chảy, như là bị ánh nắng thiêu đốt, khói màu trắng bốc lên, hầu như hơi thở cũng tan biến không còn. Cậu biết nhất định Bạch Lộ rất đau, dù cho linh hồn của nàng không còn cảm giác nhưng cậu biết lòng nàng hết sức đau thương nhưng lúc này nàng đang cười cười đến thỏa thích nước mưa xuyên qua ô bạch xà không còn mặt tạt vào gương mặt thanh lệ thoát tục của bạch lô như nước mắt của nàng rơi xuống nàng cầm ô bạch xà chỉ còn lại khung lạnh lẽo đứng trong mưa không giống như đang đối mặt ngàn vạn năm cô độc là như năm đó đứng ở cầu đoạn kiểu tây hồ ngạo nghễ cố ý chờ người yêu bác sĩ không đành lòng quay mặt đi nhưng phát hiện mình và ông chủ đang đi trên con đường buôn bán quen thuộc không gì sánh được. Mặt trời xuất hiện, mưa còn đang tí tách rơi, trên mặt đất nước phản xạ ánh sáng, giống như là tái sinh. Kiềm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, một rất xa truyền đến tiếng ca dịu dàng, cuối cũng cũng mất hút. Bác sĩ biết nàng đã đi, nhưng nàng còn đang ở trên thế gian này. Nàng không chịu giải thoát, vĩnh viễn cũng không muốn giải thoát. Bỗng nhiên bác sĩ dừng bước, ngẩng đầu nhìn ông chủ vẫn đang cúi người đi. Cậu và bạch lộ biết nhau vốn là bác sĩ định gọi con rắn kia đại loại như vậy, nhưng cậu lại phát giác mình không thể nói vậy, bởi vì nàng là một nữ tử dám yêu dám hận. Nàng tên là bạch lộ. Ông chủ ngừng bước, nhưng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt, nhạt nói: năm đó nàng được sư phụ tôi nuôi dưỡng. Bác sĩ như ngừng thở. Trực giác nói cho cậu, ông chủ không cùng cậu nói đùa. Thế nhưng sao có thể, năm đó đã hai ngàn năm rồi. Bác sĩ đi nhanh vài bước, đi tới trước mặt ông chủ, cậu muốn nhìn tận mắt ông chủ. Nhưng khi cậu nhìn thấy gương mặt ông chủ thì cũng giật mình. Cậu biết da ông chủ rất trắng, trắng như bạch ngọc, nhưng hôm nay ông chủ da trắng như tuyết, dường như chỉ cần ánh nắng chiếu vào sẽ hỏa tan đi. Lúc này đột nhiên ông chủ ho khan, như kinh thiên động địa, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng ra ngoài hết. Bác sĩ Hoàng Sở cho rằng ông chủ bị nội thương, vội vàng cầm tay ông chủ đi đến bệnh viện, tôi dẫn cậu đi kiểm tra. Không cần, khổ, không sao cả, ông chủ bình tĩnh lại, cảm thấy trong miệng mùi máu tươi, cẩn thận mà nuốt trở vào. Bác sĩ cau mày, không cảm thấy ông chủ ổn chút nào, huống hồ lòng bàn tay lạnh lẽo không như người thường quả thật không hề có nhiệt độ. Đang muốn kiên trì túm ông chủ đi bệnh viện kiểm tra thì đột nhiên bác sĩ trừng lớn hai mắt, mắt mở trừng trừng nhìn vai trái ông chủ xuất hiện sợ ria rồng. Con rồng kia đáng lẽ ở phía sau lưng ông chủ, mà như sống lại, dùng mắt thường cũng thấy được, chậm rãi bỏ lên vai ông chủ. Như biết bác sĩ chấn động, e rằng không nói nên lời, ông chủ ôn nhu thoải mái nói, không sao, chỉ cần cậu không có việc gì là tốt rồi chỉ cần cậu qua ngày hôm nay bác sĩ vừa định hỏi vì sao lại qua ngày hôm nay qua ngày hôm nay thì thế nào nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy nặng nề một tiếng vang thanh thúy vang lên hai người cúi đầu song song chỉ thấy trên tảng đá bên đường được nước mưa cọ rửa sạch sẽ một khối ngọc khóa trường mệnh bể làm hai nửa một kết gia thương thương bạch lộ vi xương sở vị y nhân tại thủy nhất phương bài thơ kim gia khổng tử phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn